Bảo nhang Phước Úc khởi tương yên, tuy khi sung thần ý, thấu kiều ý thiên, nhang giả chí thành đăng bảo an, nguyện nghỉ cầu đệ tử đắc bình an ni, Nam thủ nền an vương thất ni, chuyển pháp luân ni, Phật Nhật ni, Tăng Huy ni. Nhật thì đệ tử tâu quỳ Phật thánh mười phương, nước khói hương trên đàn giải thoát, thoáng mùi hoa ưu bát thơm bay. Nam mô Phật ngự phương Tây sen vàng ý, chói chói hiệu Phật này gì ý đà, ngự trước tòa lưu ly bảo điện ý, Phật tự nhiên đi. Tiêu thiêu nhã nhạc dưới trên cửu long ý, đức tòa thì nay vàng rỡ rỡ ơi, phóng hào quang rực rỡ ơi, vân niên thank you.
tiền tả hữu ý. Bồ Tát Tăng Thiên Già Na, Đức Hộ Pháp Di Đà Thiên Tướng, Vận Thần Thông Vô Lượng. Thần kim sắc tu hảo đoàn niệm vô đẳng ngân bạch
giữ đại từ đại bi a di đà phật nam mô tây phương như sa lan thánh giá hội nghị cùng đệ tam chúa tiên cung thỉnh mời đệ tam chúa tiên xích lần lòng nữ ngực miền thoại cung giới định dân hương văn cầu xưng thiên thượng đệ tử hiền thành nhiệt tại kim lô phong bánh các nhân mừng tức nhiên an thập phương tích nhật gia du miên mạng tiêu thai trên nam mô hương cúng giang bồ tát ma tát nam mô hương cúng giang bồ tát ma tát nam mô hương cúng giang bồ tát ma tát sa lan thánh giá hồi cúng hương một chiên long thành dâng tiến cung thỉnh mời đức thánh tản biên sơn chính trực uy cương ngời ra chính trực uy cương danh hào đỉnh túc công nhường một nai thanh giang có lệnh truyền ra đức ông trần triều ngài có lệnh truyền ra các quan thủy hộ
dòng nhan thơm cờ diệu quang minh chiếu từ trung ngã tinh tăng cúng giang kim phục hoàng lần cận thánh chúa tiên trung vương văn sơ dâng lên thượng lai văn sơ dâng lên người về tâu đôi chúa tên rõ ràng về cho đôi trường sinh đôi chữ trường sinh về cho đôi chữ trường sinh nhớ chữ phú chữ quý khang linh thọ trường về cho đôi chữ khang thường hai chữ khang thường về cho hai chữ khang thường quan long về truyền phan các quan tả cơ hướng đội lượng ban đáo đàn lệnh truyền văn võ đôi hàng đâu đó bình an cứu cho đâu đó bình an dẹp lại ta quỷ tám nhan nhiều bề thông mây cưới gió đi về thông mây cười gió đi về khi rơi thiên bản khi về đời ngang lập đàn tiến đến đã an đồng bằng tất cả những ớt lệch nhiều lần tất cả những cuộc đời tất cả những cuộc đời tất cả những cuộc đời
ngày đại cát giờ đại an ngày thiên chưa giờ hoàng đại ngày đầu ngày tàu chủ giao và công tôn công kế hoàng kế tàu công tàu đại tàu đại tàu công 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 tàu ngày hôm nay cũng có thể nhìn nhận tại tạo ra một cái tâm đầu tiên của 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 một cái Chúng hoa đồng bồ đức
sao đâu ngân hà
dáng thanh tân dịu dàng, cách điều đóa phù dung dương liễu nhận nhớ về nào mà chẳng trái lời. Ra so bằng kim môn ngọc về nét đàn thanh nghe á hòa cho in gồm lo đức tinh dùng nghỉ ý à. Chân ninh người đã bước
nhợt tình lòng anh ngân hà ý à. Đồng cuồng
sơn thủy hữu tình, Chúa thường chắc dáng hiền hình bách bàn. Dánh nhà tiên Chúa trên ngàn lưng lẫy, hoa phép màu đã dậy thần cơ sắc phong thường đẳng tối linh nhà ý. Sắc phong nghi nhà tượng đặng tối linh, nhà ta thần cũng phục yêu tinh hàng đầu khắp đầu đầu nước xanh đều biết Chúa thượng đi lập lập liệt thần cởi. Sơn đụng cắt làng tiếng kinh tiếng man
tiếng đường ý xảy ra hồi cùng chưa vì chúa mường dân văn na chưa vì chúa mường thiên viên chúa đệ nhất na sang đền thì hôm nay
khắp ba cõi xa gần đi đứng tiếng ai cũng mong được đến đền tiếng trước là lễ Chúa Tây Thiên, sau là ngắm cảnh thiên nhiên hiểu tình. Bạn
cho tiền tốt lụa dày. Tài lộc do lắm về đấy cho càng nhiều, ban cho đồng dài nhất đi sang nhiều. Ngày hôm nay họ đỗ có lòng.
lòng mà tình tâm chớ để bụi hồng vương mang. Chúa giáng lâm đền vàng sực nức, các cô tiên nàng khâm trực trước sau thanh giá. Xem bói cầu tài ai đi, xem bói cầu tài Bắc Giang Yên Thế là nơi quê nhà. Lên tam bao mười phương độ gì, thầy
xanh nghe sao nón chiêng quạt trầm phé bảy thức là người tiên giang chân đi tốt tươi mọi về thanh tân ni chân chân an nay chúa về đồng vân vân điệp tô trang ý trên cung quế chiều thần soi tỏ cung đình mời tiên chúa đệ tam quyền này nghề cai quan sơn trang nghi hô
Hùng và Phương Thánh Tổ Lạc Hồng. Sớm khuya châu trực ngay rồng vào xa, ngắm xem khắp mệt gần xa ngày. Nhật đường tươi làn xa đền chung ý nhà. Bài sai đố chiều lục cung nặng nặng ai vốn dòng sơn sang. Tình tình nhảy băng trúc măng vàng ý à. Ai lên tới xuân tây nhớ lại hỏi thăm đến
Tiên Chúa đã đèn. Động mà thiên thai lần dần phượng mùa cũng thịnh mời Tiên Chúa ngự vui nhang thơm tàu thịnh khuyên mời. Đền Chúa ngự nơi nào hỏi thăm núi tan đi vào. Chấn sơn tây thân tích ngàn thu quanh năm mà sương khói mịt mù. Nhập đường thời làm xa đền chung ý.
Ê a sóng mưa
lộc tài số mới tan ra. Bốn phương ngồi họp đi đã tháng ngày, ban cho tiên tốt lụa dây, bóng lộc cho lắm vì đây cho càng nhiều, ban cho đồng dài nhất sang nhiều. Loạn giá về đây trên
sao cuốn rung cây, vàng vàng câu hát hòa buồn câu ca, vàng vàng câu hát cùng hòa buồn câu ca. Thank you.
tâm Chúa độ cho thoát đường khổ đau. Phép tiên biến cơ màu diệu hoa, đức đức anh linh nghi khắp cả bốn phương nghi. Thank you.
vật xa vời, có bà chúa thác người Mường Sơn Trang. Ai lên tới tối nay đã bắt ngược sông sông Đà, bên ngọc chảy qua núi non trùng điệp bao la. Đình non xa chân chùa bà băng qua, đi
gọi cái rừng ơi, cái núi rừng ơi, trần gian nơi nay chưa về đây chơi đồng con ơi. Núi nhạc rừng thông mở lối qua
Lương Sơn, thẳng tới dốc Cún Non cao uốn khúc dập dập trường.
xuân đô dạo khắp miền Nam phương thị thành. Gọi nhà phố xe trả tiền bằng giấy, ai biết chúa bà tay vái miệng van lạy chúa thương tới kẻ cơ hàn. Con kia sớm cũng thơ 30 mùng một ngày
ngày 14 hôm rằm 30 mùng 1 hôm rằm 14.